Từ đầu tháng 5 đến nay đã xuất hiện đợt nắng nóng cao điểm kết hợp với mưa dông, làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của các đối tượng thủy sản. Đặc biệt, lươn là đối tượng rất nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường. Cũng chính vì thế mà vừa qua, nhiều bà con nông dân nuôi lươn tại nhiều địa phương đã xuất hiện trường hợp lươn chết hàng loạt, kéo dài trong nhiều ngày, gây thiệt hại kinh tế lớn nếu không được kiểm soát kịp thời. Sau đây, chuyên gia của VTC16 sẽ tư vấn cho bà con một số kỹ thuật chăn nuôi lươn mùa nắng nóng và phòng tránh một số bệnh thường gặp trên lươn trong điều kiện thời tiết hiện nay. Lươn bị mất nhớt, bơi lờ đờ và chết. Số lượng lươn chết tăng lên nhanh chóng mỗi ngày và khó kiểm soát. Đó là tình trạng trên đàn lươn của gia đình anh Nguyễn Viết Quỳnh cùng nhiều bà con tại xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Mỗi ngày nó khác nhau ấy. Thì mình phải kiểm tra. Để sau đấy mình mới truy ra được là tại sao lươn của mình nó lại bị như thế. Cái môi trường, nếu mà cái môi trường mình đo hàng ngày rồi, mình loại trừ đi. Thế thì mình nghĩ đến cái việc thức ăn của mình nó có ảnh hưởng gì đến cái con lươn của mình hay không. Thế khi mà thức ăn mình kiểm soát rồi thì mình xem là cái điều kiện thời tiết rồi là một số các cái tác động nào đấy nó đưa đến con lươn của mình nó bị chết. Đấy, thì mình mới có cái rút ra được là cái gì nó chết do nguyên nhân gì thì lúc ấy mình mới có cái giải pháp. Khi mà bị số lượng nó chết, nhìn mỗi thấy một ngày thấy chết vài ba chục con là thấy rất chi là hoảng loạn, sợ hãi, mình không truy tìm nổi. Chăn nuôi lươn hơn một năm nay, chưa bao giờ anh Quỳnh gặp phải tình trạng này nên rất lo lắng. Nói chung là lươn từ khi trang trại bị khoảng tầm 2 tuần rồi. Nhưng mà triệu chứng của lươn thì bị là đỏ hồng môn và phù đông và tuột nhớt. Mỗi ngày thì thiệt hại khoảng chết khoảng tầm 30 con. Lần này là lần đầu tiên trang trại bị trường hợp bị chết. Qua quá trình mổ khám và xét nghiệm nhanh tại hiện trường, chuyên gia Nguyễn Thị Hà khẳng định lươn của nhà anh Quỳnh đã bị xuất huyết và ký sinh trùng. Nguyên nhân sâu xa là do thời tiết nắng nóng đột ngột, nhiệt độ trong bể tăng cao khiến cho lươn không thích ứng với những biến động của môi trường. Cùng với sự phát triển mạnh của các tác nhân gây bệnh làm cho lươn yếu dần và mắc bệnh rồi chết. Khi nó đã bị bệnh ấy thì là do cái quá trình mà thay đổi cái mùa từ mùa xuân sang mùa hè thì cái thời tiết nó sẽ nắng nhiều, nắng rồi gió thì lại mưa, nó sẽ trở trời. Thì có thể là chúng ta nuôi chúng ta không để ý, đến khi mà nó không ăn thì chúng ta mới thấy là nó để ý đến cái việc như thế này. Khi xảy ra vấn đề thì trang trại cũng đã, gia đình đã điền đợi cho chuyên gia và hỏi chuyên gia cách khắc phục như thế nào. Thì chuyên gia cũng đã trả lời và đã gửi thuốc vào cho gia đình và đã sử dụng trong vòng một tuần rồi. Thì tỷ lệ giảm được rất khá, rất chỉ là biểu hiện rất tốt, là vì giảm được rất nhiều. Từ mỗi ngày chỉ được khoảng 30 con nhưng bây giờ xuống chỉ còn 3-4 con một ngày này thôi. Ăn vitamin C này, liều lượng 2 gram trên 100 gram lươn trên ngày nhé. Rồi bệnh men tiêu hóa, cho ăn theo hướng dẫn. Nhưng mà ăn ít nhất tối thiểu phải 5 ngày. Vâng. Cả hai cái. Có thể là sáng cho ăn vitamin C, chiều cho ăn men tiêu hóa. Vâng. Cũng theo chuyên gia, ngoài việc dùng thuốc để trị bệnh cho lươn, bà con cần dùng các biện pháp bảo vệ lươn mùa nắng nóng. Bà con cần tăng mực nước bể nuôi, thiết kế mái che bằng lưới đen để giảm ánh nóng mặt trời, dùng vòi phun trên mái làm giảm nhiệt độ, hoặc có thể thả bèo tây làm bóng mát cho lươn. Chúng ta phải cho ăn thêm men tiêu hóa để bổ sung các cái vi sinh vật có lợi vào trong hệ tiêu hóa để kích thích cho lươn ăn và nó có thể là hấp thu được các chất dinh dưỡng tốt hơn. Hoặc là chúng ta có thể cho ăn một số các cái khoáng. Vi lượng rất quan trọng đối với lươn bởi vì là lươn đòi hỏi cái lượng khoáng nó tương đối nhiều bởi vì lươn ăn thêm về động vật. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải lưu ý một cái nữa là chúng ta lưu ý là khi đối với lại các cái hộ nuôi lươn bằng thức ăn công nghiệp ấy thì đã được kiểm soát bằng thức ăn. Nhưng mà đối với lại những cái hộ mà nuôi bằng thức ăn là cá tạp, xay nhỏ thì chúng ta phải nên lưu ý là chúng ta phải bỏ hết ruột. Phải bỏ ruột cá đi, bởi vì cái ruột cá đấy là chính là cái nơi đưa mầm bệnh, đặc biệt là các cái loại giun tròn rồi sán lá sẽ đi theo con đường đó vào trong con lươn, cho sẽ làm cho con lươn nhiễm cường, nếu mà cường độ nặng thì nó sẽ làm cho con lươn bị tổn thương và rất dễ bị chết.
Theo các chuyên gia khí tượng, mùa hè năm nay rất khắc nghiệt với những đợt nắng nóng gay gắt và mưa nhiều. Không chỉ lươn mà rất nhiều đối tượng thủy sản khác cũng phải chịu nguy cơ ảnh hưởng lớn từ môi trường, hiệu quả chữa trị không cao. Vì thế, người nuôi nên áp dụng phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, quan sát vật nuôi thường xuyên để có biện pháp xử lý kịp thời.